Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Trần Thị Minh Huệ, sinh năm 1980, trú ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, bị can Trần Thị Minh Huệ không có khả năng mua ngoại tệ đô la Mỹ từ các ngân hàng nhà nước với giá rẻ, song vẫn giới thiệu với nhiều người để hưởng lãi suất chênh lệch. Để bị hại tin tưởng, Huệ truy cập vào trang tỷ giá ngoại tệ hôm nay để xem tỷ giá của ngân hàng nhà nước và một số ngân hàng thương mại. Sau đó, Huệ lựa chọn tỷ giá đô la Mỹ của ngân hàng, đồng thời gọi điện đến các cửa hàng vàng bạc để hỏi tỷ giá đô la Mỹ ngoài thị trường tự do. Huệ tự đưa ra mức giá cụ thể để thông báo với các bị hại. Tỷ giá đô la Mỹ mua vào luôn đảm bảo thấp hơn so với tỷ giá của thị trường tự do, nhưng cao hơn so với giá của ngân hàng. Huệ giải thích phần chênh lệch là chi phí tiền hoa hồng khi mua đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại. Bằng thủ đoạn trên, Huệ rủ rê các bị hại góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng để sử dụng cá nhân. Trong số các nạn nhân, thông qua mạng xã hội, Huệ rủ một phụ nữ sinh năm 1974 góp vốn để đầu tư mua đô la Mỹ bán ra thị trường tự do, hưởng lãi suất chênh lệch. Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Huệ thông báo với chị này mua đô la Mỹ của ngân hàng nhà nước với giá 22.500 đồng trên một đô la Mỹ. Đồng ý góp vốn từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 23 tháng 10 năm 2022, chị đã chuyển cho Huệ 30 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, Huệ có chuyển lại cho nạn nhân 8,9 tỷ đồng là tiền lãi cùng một phần tiền gốc và chốt số tiền Huệ còn cầm là 21,1 tỷ đồng. Sau đó, Huệ không trả tiền, ngắt liên lạc rồi sử dụng 21,1 tỷ đồng vào chi tiêu cá nhân và trả nợ. Còn một nữ nạn nhân khác sinh năm 1976, Huệ nói bản thân đang giữ 170.000 đô la Mỹ, bị hại đồng ý mua với giá 23.750 đồng trên một đô la Mỹ. Chị đã chuyển cho Huệ hơn 5 tỷ đồng. Huệ cũng ra đầy đủ số đô la Mỹ này để tạo lòng tin. Sau lần đó, nạn nhân tin tưởng nên trong các ngày từ ngày 16 tháng 9 năm 2022 đến ngày 25 tháng 10 năm 2022, người phụ nữ này gửi cho Huệ hơn 298 tỷ đồng để mua bán đô la Mỹ với bị can. Nhận số tiền trên, Huệ dùng hơn 185 tỷ đồng để mua đô la Mỹ. Số tiền còn lại bị can không thực hiện theo cam kết. Qua đó, Huệ chiếm đoạt của nạn nhân hơn 94,6 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Huệ khai nhận đăng ký sử dụng 11 tài khoản ngân hàng cùng đứng tên Trần Thị Minh Huệ để nhận và chuyển tiền cho các bị hại. Số tiền nhận được, Huệ chỉ sử dụng một phần để mua đô la Mỹ trên thị trường tự do với giá cao để trả cho bị hại. Huệ đến các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội để rút tiền. Bị can khai khi đến ngân hàng sẽ gặp và đặt vấn đề với những người có nhu cầu chuyển tiền vào tài khoản, doanh nghiệp nộp tiền vào tài khoản để làm ăn giao dịch trả lương. Huệ sẽ thỏa thuận nhận tiền mặt từ những người này và chuyển khoản trực tiếp cho họ. Huệ khai không biết những người này là ai, không có quan hệ với họ, không nhớ đã giao dịch ở ngân hàng nào. Bị can thừa nhận do làm ăn thua lỗ nên sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Cơ quan điều tra đã sao kê và ngăn chặn giao dịch với các tài khoản Huệ chuyển tiền đến. Ngoài ra, ngăn chặn giao dịch với hai căn hộ chung cư, xe ô tô nhãn hiệu Lexus RX350 cũng như tài sản giá trị khác.